Ăn một chiêu của ta, Trấn Hoang Kình. Bá thể. Tốt một cái đại thừa bá thể. Của nhiên lợi hại. Nhân thánh, giao ra kỳ tích thánh khí Côn Ngô ấn. Ta lưu ngươi toàn thay. Ngươi có thể đến thử xem. Hắc ám chi kiếm. Nhân thánh ngươi cho dù mạnh hơn, nhưng chỉ bằng một mình ngươi, tuyệt không có khả năng địch nổi hai người bọn ta liên thủ. Đường Linh, ngươi mang theo Côn Ngô ẩn đi trước, ta ở đây ngăn chặn hai tên này. Nói cái gì vậy? Chúng ta một đường tới đây, có khi nào từng vứt bỏ lẫn nhau? Cho dù có chết, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Thật là khiến người ta cảm động nha. Chỉ đáng tiếc hôm nay, hai người các ngươi đều phải bỏ mạng ở đây. Sinh tử của ta, ngươi nói không tính. Ma nộ hỏa liên. Chản thiên chi nhận. Điêu trùng tiểu kỹ. Nháy mắt có thể diệt. Đại hắc ám thiên. Từ bỏ đi. Nhân thánh, ngươi đã không còn đường để chạy rồi. Ta chưa từng từ bỏ. Bá thể đốt cho ta. Lại là chiêu này. Nhân thánh ngươi quả thực là không muốn sống nữa rồi. Đường Linh, ta tới giúp ngươi. Ngươi quá yếu rồi, căn bản không xứng nhúng tay trận chiến đấu này. Xem ra ngươi là bị khinh thường rồi nha. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Buông thân thể ra, để cho ta tới giúp ngươi tiến thêm một bước đi. Cảm giác có được thân thể, thật là mỹ diệu. Ngươi cho rằng có được thân thể, liền có thể cùng bản tọa đối kháng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Cho ngươi 3 giây để cân nhắc, thần phục ta, hoặc là lựa chọn đi chết. Nếu không phải, là ta thiếu khuyết một góc mảnh vỡ. Ở trong Côn Ngô giới, làm sao có thể bị một tên như ngươi ức hiếp? Mảnh vỡ. Nhiều năm như vậy rồi, ta rốt cuộc cũng tìm về được một mảnh vỡ cuối cùng. Hôm nay các ngươi đều phải ở lại nơi này, trở thành nô bộc của ta. Mở cho ta Côn Ngô đại trận. Bọn ta có thể phá đại trận của ngươi một lần, thì có thể phá lần thứ hai. Động thủ, vạn cổ bất diệt quyền. Đại hắc ám thiên. Thế mà ngay cả hai người bọn ta hợp lực đều không phá nổi. Không cần lãng phí sức nữa. Hắn điều động quy tắc chi lực của phiến thiên địa này tới áp chế chúng ta. Hiện tại chỉ còn một lựa chọn thôi. Sử dụng nhiên mệnh động thuật của tộc ta, Tiêu Giao Du, mới có khả năng chạy khỏi nơi này. Ta không cam tâm nha. Nhân thánh ngươi liền ở lại nơi này. Vĩnh thế làm nô đi.